mỗi ngày. Lẩu cháo sánh mịn, thịt cút chín mềm vừa ăn, quyện với hạt sen bùi bùi, thơm lừng. Lẩu cháo chim cút hạt sen, năng lượng đủ đầy, đánh bay mệt mỏi. Rất vui khi được gặp lại các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Sẽ có điều gì thú vị hả anh Quốc Nghị? Tất nhiên là nó rất đặc biệt. Với Quốc Nghị, đây là một món ăn cực kỳ bổ dưỡng, gọi là những cái nguyên liệu thuốc quý kết hợp với nhau đó Minh Phương. Món ăn có thể gọi là lẩu cháo chim cút hạt sen. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế chim cút đúng không ạ? Thì thường thường á, các bạn hay nói là có cái mùi. Thì Quốc Nghị sẽ hướng dẫn các bạn nè. Chim cút mua về rửa sạch đi. Sau đó các bạn sẽ làm một ít nước, có một ít rượu và gừng giả, một ít muối nữa rồi rửa. Hoàn toàn khử được mùi tanh của chim cút. Sẽ ướp vào đây 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon gà, và cuối cùng là 1 muỗng canh hành tím băm. Chúng ta sẽ trộn đều cho gia vị ngấm vào chim cút. Thịt của chim cút cái hàm lượng dinh dưỡng gấp rất nhiều lần so với thịt gà. Wow. Và trong chim cút thì còn hàm lượng chất béo rất là thấp, cho nên là chim cút thường là cái nguyên liệu được lựa chọn để thực hiện trong những món để bồi bổ, tẩm bổ. Chính xác. Và Quốc Nghị sẽ nhờ Minh Phương đó là đi vo cái gạo và đậu xanh để nấu cháo. Phải tuân lệnh đầu bếp của chúng ta hôm nay mới được. Quốc Nghị sẽ chuẩn bị sẵn 2,5 lít nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần gạo và đậu xanh xay nhuyễn vào nồi nước. Bí quyết đầu tiên trong ăn ngày hôm nay đó là các bạn xay chung gạo với đậu xanh để nấu lẩu cháo nó mau chín và có mùi thơm hơn. Chúng ta đậy nắp cho nó nhanh nhừ. Quốc Nghị sẽ hướng dẫn các bạn áp chảo chim cút. Sau khi chảo đã nóng, chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho chim cút đã ngấm gia vị vào áp chảo cho xém mặt nè. Một cái mẹo mà các bạn không thể bỏ qua đó là chúng ta ướp chim cút với gia vị và sau đó chúng ta áp chảo để khi nấu lẩu cháo á, chim cút sẽ thơm hơn và ngon hơn đó các bạn. Rồi các bạn quan sát nè, cái phần chim cút đã vàng xém mặt như thế này á, thì các bạn sẽ cho ra đĩa. Cái phần hạt gạo cũng như là đậu xanh bắt đầu nở rồi. Như rồi đó. Rồi. Bây giờ á, Quốc Nghị sẽ cho chim cút vào. Thơm quá mình Phương ơi. Đúng rồi. Tiếp đến Quốc Nghị sẽ cho hạt sen vào. Và đối với món ăn này thì Minh Phương nghĩ có thêm hạt sen nữa thì tăng thêm cái độ bổ dưỡng cho món ăn. Bởi vì hạt sen được xem là một trong những cái vị thuốc rất quý trong đông y. Không những có tác dụng mà an thần nè, giúp chúng ta ngủ ngon, mà hạt sen còn giúp giảm cái quá trình lão hóa. Sau khi nấu chim cút và hạt sen 10 phút thì Quốc Nghị sẽ cho vào đây kỵ tử nè. Tiếp tục chúng ta sẽ cho hoa cúc. Chúng ta sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Tiếp đến là 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh hạt nêm Aji ngon gà. Cho món ăn của chúng ta thật là đậm tròn vị đúng không nào? Rất là ngon luôn. Bây giờ Quốc Nghị sẽ cho ra một cái nồi. Thơm lắm. Dạ đúng rồi, và lại cực kỳ bổ dưỡng nữa các bạn ơi. Và cuối cùng Quốc Nghị sẽ cho một ít hành phi lên trên. Và món này Quốc Nghị đề xuất các bạn nên chế biến thêm món tôm nướng muối ớt ăn kèm nữa thì tuyệt vời luôn. Và vị ngọt thanh mát của các loại rau nấm đã ngon lại còn bổ dưỡng.